Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cộng đồng Tây Bắc. Hôm nay thì thời tiết nó cũng lạnh lạnh nhưng mà anh Hòa nhà mình vẫn xuống ao để đánh cá. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xuống đây xem anh Hòa đánh cá xem có đứa con nào hay không. Nhảy ầm ầm đấy nhỉ anh Hòa. Ao này thì cá thì có cá chấm ấy, cá vược với cá chép và cá rô thì nhiều nhưng mà nó còn nhỏ thôi. Lại nhau, lại nhau. Xuống nước cũng bình thường mà, nhưng mà chỉ lúc Ờ lên đúng bờ thôi rồi, á, lúc lên bờ lúc lên bờ là lúc rẽ à. chằng một lối đây. Ui con đấy to đấy Họa, To nhưng mà lưới lưới này không chịu, nhưng thả nó trùng trùng thôi. phải trùng hết cỡ rồi. À nó mắc phải xong nó lại chạy quay lên. Nói ngay. Này chắc chỉ mắc mắc cá nhỏ thôi. Ôi mắc rồi anh ơi, mắc rồi kìa. Mắc con gì đỏ chót. U chà. Con to rồi, phải con to rồi. Lạnh phết đấy bạn. Thời tiết bây giờ nó khoảng 13 14 độ. Nó nhảy lên đấy chứ. Toàn con to mắc lưới nhưng mà nó có chịu đâu. Hết à? Thời tiết như này thì dũng cảm lắm mới có thể xuống được ao đấy. Mình đảm bảo là bây giờ là chim cò bây giờ chắc sun lên rồi nhỉ. Cá chim. Hôm nay là tiêu diệt hết cá chim các bạn, bởi vì là cá chim nó hay ăn cá các loại cá khác. Nghiến răng à. Đây các bạn này, cá chim nhỏ thôi nhưng mà cũng ăn tạm vì mình muốn bắt hết nó đi, nó ăn cá con chắc chả được con cá chấm đâu. Chặt đều đầu chấm lưới này không được. Cũng tương đối rộng. Phần dưới này thì nó nông hơn này. Cái này sâu nhưng mà cái lưới nó nhỏ. Điều kiện chỉ sắm được cái lưới nó nhỏ như vậy thôi. Ra mất rồi. Con cá chấm. Giờ chuyển xuống bên dưới đánh cá to xem có được hay không.
cá này nghe chừng không ổn. Con này to các bạn. Đang chả to rồi. Nhưng mà lưỡi này nhóc được lên á. Già rồi quá. À vẫn còn chìm pha chỗ kia. Lên bờ lại buốt. Lại dùng cầm cầu ấy. Hả? Dạ. Buốt rồi đi, ướt da. Pha này gây cấn các bạn. Không biết có được con cá chấm kia không. Vẫn còn. Dạ sống. Rồi, già mất rồi. Đi lên đây cơ mà. Giờ chuyển xuống cái chỗ sau này. Mà không biết có ổn hay không. Cá thì nhiều nhưng mà mỗi tội không lấy được mà ăn. Ấm củi rồi mới xuống này, căng này. Có được cái sao ấy. Không được thật. Chuyến này không được à? Chịu rồi. Lưới nhỏ quá. Và cái lưỡi này nhỏ. Ôi, mắt của hôm bách tốt. Được có mấy con thôi các bạn? 3 con. Cá chim à? 3 con cá chim, thế là đủ ăn rồi. Nhà có 2-3 người thôi, chắc tầm này là đủ. Ăn 5 canh thôi. Không được thêm con nào nữa. Tưởng là được con cá chấm to thì anh Hòa anh về anh làm gỏi nhưng mà khả năng không được đâu các bạn. Tôi hẹn các bạn ở dịp khác thôi. Còn mấy con cá chim này chắc về nhà nướng ăn thôi. Cao phù thổi nhẹ từ từ này là khôn thôi thì không bao giờ tại có hai là khôn thôi chấm con chấm bớt cuống không thì họ mới kéo lưỡi họ mới cho đem hà men hà đi bước của này ạ cái chấm một con bước chép mè một cá mè chứ cá mè này mè đưa về đây cho cả mẹ đi ăn chỉ cả cái con cả mà cả mẹ đi cả mẹ đi là cả mẹ nà đó mẹ dành nà bà con chẳng bị chẳng bị cái cả mẹ nhà ngõ ba bốn lạng vậy em ơi nhớ mẹ mua những bò về thì tao này sơn mua những bò về đâu khi mà không cần thôi về để nấu ăn thôi nhỉ. Và mình xin phép kết thúc video đây các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.